Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Lộc lại tiếp tục quay video mọi người. Tại vì Lộc đang ở nhà, thì hôm nay là có gia đình của Lộc, chị Lộc rồi cháu Lộc rồi em Lộc nữa. Đó thì kể gia đình đông đủ nên là hôm nay Lộc quyết định đi đi chợ về nấu ăn bữa cơm gia đình, quay lại cho mọi người xem cho nó ấm cúng nha mọi người. Thì giờ Lộc mới vừa đưa Lộc 500 ke đã đi chợ nha mọi người. Chứ lâu rồi Lộc cũng chưa có đi chợ lại, nên là hôm nay Lộc đi chợ đó ôn lại cái kỷ niệm hồi trước nha mọi người. Mà Lộc sẽ đi vô chợ, Lộc quay luôn coi thử cảm giác nó như thế nào. Lộc cũng ngại lắm nhưng mà thôi Lộc cố gắng nha mọi người. Thôi bây giờ Lộc sẽ đi đây. Chiếc xe này là mọi người, chiếc xe hồi kia của Lộc nè. Lộc rất là quý cái chiếc xe này nha mọi người. Hiện tại bây giờ Lộc đang bỏ nhà, còn Lộc đỡ chiếc Exide ở ngoài Bình Định đó. Mở lòng về đồ mình có xe mình đi nha mọi người. Thôi Lộc đi đây, mọi người đi theo Lộc nha. Thì Lộc đã tới chợ rồi nha mọi người. Bây giờ Lộc sẽ dẫn mọi người vô đi chợ cùng với Lộc nha. Cô bán con bê 10.000 cái ké này. Thì hồi kia là Lộc rất là hay ăn cái ké này nha mọi người. Quay xuống cho mọi người xem đó, cái tẩm nha mọi người. Rồi 70.000 có cô có cái miếng này luôn nha cô. Đó rồi, à 40 đi, bán 40 đi. À, có tai heo không chị? Không có tai hả? À, bên tai bên này không? À, bên còn hai cái tai đi. Tai hai cái tai ra. Thì cái tai ăn chấm mắm nôm thì nó giòn hơn nha mọi người. Đây rồi. Quay vlog. Vì nó ăn làm kỷ niệm không mà. Ở bữa nay có bán thịt ghẹ không ta? À bán con thịt ghẹ luôn. Chặt ra giùm con luôn nha. Ý là hơi, ý là cái hơi kia nghèo rớt mồng tao, mà giờ nó đỡ hơn rồi. Rồi thôi con đi nha. À, mua hai lát ké nữa. À, mua hai cái lát ké đây nữa. Quay về cô lên phải được lên tôi quay luôn. Có gì phải bán cho đắt. Hai lát thôi, hai lát thôi. Nhiêu vậy cô? Thôi con đi nha. Bán con rau sống đi. Ở giữa rau sống hả? Có mớ rau là bán 5.000 được không ạ?
À, canh nấu que. À. À. Mở cần đứa. Thì bè cô này là hồi trước Lập hay mua rau ở đây nha mọi người. Nói chung hồi kia đi phụ hồ thì hay lên chợ này rồi để mua mấy cái món này. Mấy cái món này là hồi trước Lập hay mua luôn nè. Bữa nay ở bên phía vợ rồi. Thì bây giờ Lập tới cái chỗ mắm nôm của bà Năm nha mọi người. Thì hồi trước cũng là cũng là cũng hay rất hay mua mắm nôm ở đây. Bán con 10.000 mắm nôm đi. Lâu tới giờ con năm mới gặp con á. Lâu lâu con mới về mà. Nay đi về đi đám cưới rồi kè nữa. Bán đám cưới ở xẻ với ở trong kia mới đi ở trong kia nữa. Lâu lâu có dịp con mới về lắm. Hay là Tết con mới về, à, nhiêu đó thôi. À, mua thơm mà để dành ăn cũng được. Chẳng mua chai gì để dành ăn đâu. Cái mắm nôm này ăn ngon lắm nha mọi người. Ở ngoài Bình Định không có cái mắm nôm này đâu. Mua chai gì mới ăn nè. À, tôi bán con chai luôn đi. Con đem về đó con ăn đi. Ở ngoài đó cái mắm nôm nó dở hơn. Mắm nôm mà người ta bán ăn bún á. Thì nãy giờ Lập nấu cũng gần xong rồi nha mọi người. Thì Lập nấu cái canh bầu nè, mọi quay gần lại cho mọi người xem. Đó, đây là canh bầu nha mọi người. Rồi đây. Đây là ké tẩm chiên nè mọi người. Gần nhìn ngon không? Đó, nét không? Rồi cái đây là ổ que xào trứng nha mọi người. Nãy mới vừa quay ra luôn. Rồi đây là ké sốt cà chua. Đó, quay gần lại cho nét cho mọi người xem. Đó, ké nhìn đẻ không? Rồi cái này là thịt tai heo nha mọi người. Đây là kè mắm nôm đây. Đó, thì Lộc có mua một chai này lúc mà Lộc nói sẽ đem ra Bình Định Lộc ăn nha mọi người. Đây là chai đây. Rồi đây là thịt ghè đây mọi người. Ghè xào sợi ớt, kho keo như thế này thì nó mới thấm vô được cái thịt nha mọi người. Đó. Đó thì chờ cho cái canh bầu này nó chín xong rồi Lộc sẽ dọn xuống này Lộc ăn. Lộc mới vừa bỏ cái bàn ra ngoài nè mọi người. Mà trước khi chờ cái này chín á thì con em Lộc thì bà chị Lộc bà thì mới mới về với con cháu thì Lộc sẽ cho tiền luôn nha mọi người. Thì ngày hôm qua thì Lộc đã cho bà dì Năm rồi, gia đình của bà dì Năm rồi, với thằng Sở với thằng Lúc đồ rồi với con Rượu đồ rồi. Thì nói chung là tại vì quay anh ở giữa cái màn hình hiểu không? Lúc nào anh cũng giữ màn hình á. Thì bên bà dì Năm á là bại tại vì bà dì Năm là bé là gì? Với bà có con cái đồ này kia. Còn Lộc á là cái chính á là Lộc phải lo cho, nếu mà Lộc có dư thì Lộc sẽ cho bà chị và đứa em nha mọi người. Đó. Đứa em với đứa cháu đó. Bà biết bà chị của Lộc đây là hồi giờ mọi người Lộc không có quay lên cho mọi người biết. Thì bà Lộc có bà chị, đó bà chị đây, nhưng mà bà cùng mẹ khác cha nha mọi người. Đó, thì cho bà bé chịu rử đây. Cảm ơn em, cảm ơn hai vợ chồng. Có gì đâu. Thêm 5 nữa chị ở nhà phụ mua đồ thờ lên cho mẹ. Đây còn đây là con bầu là con em ruột của Lộc, nó là cùng cha cùng mẹ nha mọi người. Đó, rồi 2.5 triệu đốm thôi, thử đủ 2.5 triệu không? Đủ không? Rồi con Quỳnh đây 1 triệu đây. Con Quỳnh nó là cháu của Lộc, nó là con của bà chị cùng mẹ khác gia nha mọi người. Đó, đây 2 triệu. Nói chung là khi nào mà Lộc có tiền á thì Lộc dư dẻ thì Lộc sẽ cho gia đình của Lộc, còn Lộc còn lo cho vợ con đồ này kia, sau này còn phải đỡ dành tiền đồ lỡ bệnh hoạn đồ này kia nữa nha mọi người. Chứ nói thiệt là Lộc cũng không có giàu gì lắm đâu. Đó, thì mà mọi người cũng biết là chị với em gái với con cháu rồi đó. Thì thôi bây giờ Lộc sẽ dọn cơm xuống rồi ăn luôn nha mọi người. Thì nãy giờ thì Lộc cũng đã dọn ra, gia đình dọn ra xong xuôi hết rồi nha mọi người.
Thì bây giờ Lộc sẽ bó cơm ra luôn. Thì giờ Lộc cái nồi cơm nó nhỏ quá mọi người, nên là nấu hai lần là được hai xôn, rồi đang nấu một xôn nữa ở trên kia nữa mọi người. Chắc bữa nào phải mua một cái xôn to chút xíu à. Cho ông sợ miếng ăn nên bạn kêu xe quá. Rồi đây đủ chưa, đủ chén chưa? Đủ chén rồi hả? Thủy chưa có hả? Nói chung là ăn cơm chung với gia đình thì nó vui lắm mọi người. Bữa nay ăn cá mú sâu rồi. Rồi đây, bỏ cái này về. Rồi đây, đũa đây. Thôi bây giờ gia đình ăn tự nhiên đi. Còn đỡ Lộc thì Lộc review cho mọi người xem nha, cho gia đình cho thoải mái. Đó thì trước tiên thì bây giờ Lộc mời mọi người một miếng tai heo trước nha. Cái món này là món tủ của Lộc. Đây quay gần lại. Anh múc cái này ra nè Lộc. Để em cho anh chấm thẳng vô đây sợ hư. Đúng rồi. Đó, mắm nôm này nói chung là hiếm lắm nha mọi người. Quay Bình Định không có đâu. Rồi bây giờ Lộc chấm một miếng này. Để không? Rồi. Rồi mọi người ăn đây. Mời mọi người cái miếng nha. Miếng tai heo nha. Mắm nôm cực ngon luôn. Kề hả? Kề các chữ này là hao dở rồi. Đúng không? Hả? Cắt giống như cắt ở đó mọi người. Ở nó lát lát á. Mắm nôm. Kè này ăn ngon lắm. Kè này là kè ngọt. Chứ kè pháo. Kè pháo thì ăn nó giòn hơn. Kè này ăn nó mềm hơn. Ngon. Lâu lâu ăn bữa cơm đúng ngon. Ngon không? Ăn mạnh dạn này chưa? Nãy mà hồi chiều mày có mua mắm nôm nhà mày không? Hồi quê thì có mua không? Nhà hàng sở thì cũng rất là thích ăn mắm nôm nha mọi người. Mà điều nếu mà mình ăn mắm nôm này nhiều á là nó bị tăng huyết áp, say sẩm nha. Chứ không phải giỡn đâu. Đủ này biết luôn. Ừ. Gì không? Chưa gì ăn thở lên thở xuống quá mày. Nãy giờ chị Thủy ăn canh cơm rồi. Nói chung là gia đình của Lộc thì đầy đủ. Mà mọi người biết thiếu ai không? Nói chung là chỉ có thiếu mé Lộc thôi nha mọi người. Nói chung ở đây là đầy đủ luôn ạ. Nữa ông về chợ. Tối nay có khi bà Thủy nằm mơ rồi kêu lệ xong mờ mé con. Chưa bao giờ được mà mé gọi là con dâu mẹ chồng. Tối nay nằm mơ cũng nghe hả? Thủy thì rất là sợ nha mọi người, có khi ngủ một mình trong phòng mà còn sợ nữa mà. Nói chung là Thủy nhát gan nha mọi người. Đi đâu cũng vậy á. Lộc đi ở khách sạn đồ này kia, nhà nghỉ đồ này kia, mày lúc nào cũng kêu là đỡ mình sợ quá. Nghe cái tiếng gì tùm lùm mình sợ. Nghe tiếng gì là kêu mình gì à. Hồi xưa mà anh cái vợ mà 14 tuổi anh này rồi quay cái thịt gà cho mọi người xem. Thịt gà mọi người thấy không? Đây là xào xẻ ớt nha mọi người. Có xẻ chứ có ớt mà kho kêu. Nó giờ cục thịt gà này nó thấm vô đây nè. Rồi đọc ăn review cho mọi người xem. Đây. Gà này là không phải gà mình đâu nha mọi người. Gà công nghiệp. Nên là hồi chiều Lộc mua cái gà này hình như là 70 hình như 1 ký 70 hay sao. Hồi chiều mua có 2.000 kè. Đây là ổ que. Kè gì thôi nha. Ổ que chiên trứng nha mọi người. Hôm nay ăn rất nhiều món luôn á.
Anh Lộc nó ngon lắm mọi người. Rồi, cái chiên này. Trong đây là tất cả các món, món nào Lộc cũng thích ăn nha mọi người. Cái kho Lộc cũng thích ăn nè, cái chiên Lộc cũng thích ăn nè. Rồi thịt ghè nè, rồi tai heo nè. Nói chung là canh bầu cũng thích ăn luôn nè. Ngon không sợ? Ngon chưa? Mấy điểm anh sợ? Mấy điểm rồi? Mấy điểm, chấm mấy điểm? Có 8 điểm nữa rồi. Rồi quay xe ra để mọi người ăn. Sao chắc trước cơ mà? Trong ngàn chín nữa mà. Còn nấu thông kia nữa mà lo gì mà ăn cứ noi. Không, không mà sao ăn trước không thì ít được. Con của Lộc thì Tết Lộc nó trở về nha mọi người. Cho đứa nhỏ mà đi xe là nó mệt, đúng không? Còn còn 2 tháng 11 ngày nữa không? Không tính là 2 tháng 11 ngày là nó sẽ Tết á. Tết về thêm tuổi chứ được gì đâu ớt. Hả? Hết hết kè rồi sao ta? Con ăn. Bỏ ra ngoài ăn. Bắt kè. Ăn bắt đi. Ừ. Cái này cái muối xù là ngon lắm hả? Cái muối xù tẩm ăn ngon hả? Cái này chưa cách. Này nó nói chung là quén ngon luôn. Cá ghiềm chứ mấy đậu. Đổ hết tô. Cá mé này. Ê, cái con lùng muối con. Cái con này nó không đàng hoàng quá. Chơi không rồi rồi. Cá mé này rồi mà. Còn nhỏ thì nó hơi trôi trôi nha mọi người, con có lọc như vậy. Nó cũng lì rồi lắm. Con năm hơn nào. Chỉ mấy. Con gái mà nó lì lắm. Lì nó mất lắm. Con mày mấy tuổi nó biết đi? Tuổi rử không? Một tuổi là biết đi. Một tuổi hả? Đúng một tuổi hả? Vừa thôi nôi xong rồi đi luôn. Ồ con Seri. Seri này 13 tháng à. Tuổi 13 hay 14? 13 tháng mấy? Ừ. Bữa nay nó mới đứng chận lên được rồi. Đứng lên nhảy. Đứng lên nhảy mà không đi. Ừ. Chắc còn nửa tháng thôi nó biết đi giờ đâu. Mà đứng lên dậy là nhanh được đi rồi. Trời ơi không? Trời ơi. Trời ơi. Anh nghe nó nói sao ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Do muốn siêu quá. Nóng bị lên. Ra ngon rồi. Đứng dậy ạ. Không dậy không? Không dậy rồi. Không dậy À, chắc thôi Lộc video cũng dài rồi mọi người. Thì gia đình của Lộc thì cũng ăn chung vui, nó ấm cúng như vậy thôi. Thì mọi người cũng đã thấy rồi. Thì thôi thì Lộc xin kết thúc video tại đây. Và cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ cho Lộc nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người, hẹn mọi người video sau nha. Bye bye.